Xin chào các bạn, mình là Daisy. Ngày hôm nay, mình vừa đọc xong quyển tiểu thuyết Jane Eyre của tác giả Charlotte Bronte. Và ngay lập tức mình quyết định giới thiệu cho các bạn quyển tiểu thuyết này. Quyển tiểu thuyết này được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1847. Nó được lấy bối cảnh ở miền Bắc nước Anh trong những năm thế kỷ thứ 19. Quyển tiểu thuyết này miêu tả hiện thực xã hội nước Anh vào những năm thế kỷ thứ 19. Đồng thời, nó có nhiều giá trị nhân văn, văn học và tiếng nói khát khao của những con người nhỏ bé chịu áp lực của xã hội, những định kiến của xã hội, và họ muốn vươn lên số phận của mình, vượt lên số phận của mình để sống với chính mình, sống với ước mơ và tình yêu của mình. Thì quyển tiểu thuyết này chỉ là câu chuyện xoay quanh cuộc đời, hành trình trưởng thành của nhân vật Jane, và thông qua đó thì tác giả đã gửi gắm rất là nhiều thông điệp về tình yêu, cuộc sống, hôn nhân, đạo đức, khát vọng tự do, love yourself, be yourself, vân vân. Đặc biệt mình luôn chú ý đến là vấn đề bình đẳng giới trong tác phẩm tác giả đã được nhấn mạnh rất là nhiều. Và khi sau khi đọc xong quyển sách này, mình đã tìm hiểu về cuộc đời của tác giả thì mình thấy có rất là nhiều những cái chi tiết cuộc đời của nhân vật Jane giống với những cái chi tiết về cuộc đời thực của tác giả. Thì bây giờ là điểm thích nhất của mình ở quyển tiểu thuyết này. Thứ nhất, về nhân vật, tác giả đã xây dựng được nhân vật rất là rõ nét, cho dù đó là nhân vật chính hay là nhân vật phụ. Điểm thứ hai mà mình thích nữa đó chính là về không gian trong tiểu thuyết. Không gian trong tiểu thuyết được tác giả sử dụng đó là không gian Gothic, một không gian u ám, huyền bí, màu sắc thì trung tính, sử dụng mùa đông rất là nhiều, và hình ảnh khung cửa sổ cũng mang tính biểu tượng văn học. Điểm thứ ba đó là mặc dù là một quyển tiểu thuyết mang hơi hướng về hiện thực xã hội, mang màu sắc Gothic nhưng lại được chen xen vào yếu tố lãng mạn trữ tình. Đó là câu chuyện tình giữa nàng Jane và ngài Rochester, thì nó đã làm nên một cái sự kết hợp hoàn hảo trong cuốn tiểu thuyết. Thứ ba chính là lời văn và câu từ, cách xây dựng kết cấu của quyển tiểu thuyết cũng đã làm nên sự nổi bật và sự khác biệt của Charlotte so với những các tác giả khác cùng thời. Tuy nhiên, điều này cũng đã làm nên một cái khó khăn đối với độc giả, đặc biệt là những bạn chưa tiếp xúc với cái dòng văn học, dòng sách, dòng tiểu thuyết mà có hơi hướng văn học nhiều, thì các bạn sẽ có nhiều cái cảm giác gọi là hơi khó, hơi nhọc nhằn trong việc tiếp thu, vì những cái lời văn nó rất ướt mướt, mượt mà, rất là văn học. Và mình đánh giá quyển tiểu thuyết này là 4 sao. Mình đánh giá rất là cao về giá trị nội dung và nghệ thuật của tác giả cũng như là giá trị nhân văn. Một điểm đặc biệt đó là tư tưởng của tác giả nó vẫn rất phù hợp với thời đại hiện tại. Một điểm cộng nữa cho quyển tiểu thuyết đó chính là rất là nhiều những cái trải nghiệm cảm xúc cho người đọc đều có hết, và những cái cung bậc cảm xúc khi các bạn đọc quyển tiểu thuyết này đều sẽ được trải qua. Và đó là một điểm mình rất là những bạn nào đã đọc Đồi Gió Hú của tác giả Emily Bronte thì hãy đọc Jane Eyre nhé. Tại vì á, đây là cặp tác giả chị em trong cái gia đình văn chương này, thì các bạn đọc để so sánh xem có gì giống và khác nhau giữa hai chị em này nha. Ok, bye bye, hẹn gặp các bạn vào 19 giờ mỗi tối thứ ba.